Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 30 tháng 10 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.